Chào các bạn, tôi đang có mặt trên sông Chaprajaya, Bangkok, Thái Lan. Đây là dòng sông khá là đặc biệt khi mà ở dưới sông thì có rất là nhiều loại cá da trơn, giống như cá tra và cá ba sa ở Việt Nam. Những loại cá này bơi ở gần bờ và rất là gần gũi với con người. Người dân Thái Lan thường gọi loài cá này là cá đi tu, bởi vì những con cá này thì thường là ăn chay, bánh mì và những loại thực vật. Trên sông Chaprajaya thì có khá là nhiều chim bồ câu. Cá ở đây thì bơi hàng ngàn con và đặc quánh ở dưới sông. Sông Chaprajaya được mệnh danh là sông của các vị vua, bởi vì đây là con sông được nhiều nhà vua cũng như hoàng hậu dạo chơi và ngắm cảnh. Đây cũng là dòng sông mà vị vua Rama I đã thả thuyền trôi để chọn vị trí để xây chùa Xá Lợi nổi tiếng hiện nay. Ven sông Chaprajaya thì có rất là nhiều chùa chiền cũng như là những cái cảnh quan rất là đẹp. Những cái ngôi chùa có thiết kế độc đáo và có thể là ít thấy được ở nơi đâu khác. Dòng sông thì khá là sạch sẽ với rất là nhiều tàu thuyền chở khách du lịch. Đúng như tên gọi là đất nước của chùa chiền. Khi mà Thái Lan thì dọc theo con sông Chaprajaya thì có vô số những cái chùa lớn nhỏ khác nhau.